Á hậu Thùy Dung xác nhận lấy chồng. Đại diện của Á hậu Thùy Dung xác nhận cô và bạn trai tổ chức đám cưới vào ngày 3 tháng 12, cặp đôi đã có 4 năm gắn bó. Ngày 19 tháng 11, một số đồng nghiệp chia sẻ hình ảnh thiệp cưới của Á hậu Thùy Dung và bạn trai trên mạng xã hội. Theo thông tin trên tấm thiệp, đám cưới của cô được tổ chức vào ngày 3 tháng 12. Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện của Á hậu Thùy Dung xác nhận cô tổ chức hôn lễ vào ngày 3 tháng 12. Tuy nhiên, người đẹp từ chối chia sẻ thêm thông tin cụ thể mà muốn chờ một dịp thích hợp để thông báo tin vui với khán giả. Thùy Dung và bạn trai công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 3 năm 2019. Vào dịp Valentine năm 2018, người yêu đã chuẩn bị một món quà cùng bức thư tỏ tình và vào thành phố Hồ Chí Minh nhờ một người bạn trao cho cô. Thùy Dung và bạn trai quen nhau từ thời điểm cô tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2017. Sau khi tìm hiểu, Giáng sinh năm 2017, bạn trai từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và nhờ một người bạn giới thiệu mình với Thùy Dung. Bạn trai của Thùy Dung tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ và hiện tại đang kinh doanh ở Hà Nội. Anh cao 1,8m, hơn Thùy Dung 2 tuổi, ngoại hình nam tính. Hiện tại, cặp đôi vẫn thường đi lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào những dịp nghỉ lễ để thăm nhau. Cả hai cũng thường xuyên du lịch ở nhiều nơi. Chuyện tình cảm của Thùy Dung được bố mẹ hai bên ủng hộ. Thùy Dung sinh năm 1996, giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau cuộc thi, Thùy Dung phát triển công việc MC song ngữ. Hiện tại cô cũng là MC của bản tin thời sự chuyện trưa 12 giờ trên kênh HTV.